sao mọi người? Hôm 1 tháng 8 vừa rồi thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Capybara đã chính thức đổ bộ lên đảo Kaya của chúng ta rồi. Và ngay trong đêm đó thì Son đã rộn ràng test nhân phẩm cùng với kênh chat của mình. Bây giờ thì mời mọi người cùng xem video để xem trong phiên live đó Son đã rước được bé Capybara nào về đội của mình nha. Ok, bye đi. Đây mọi người, hôm nay qua nhà tôi bốc thăm Capybara nha. Qua nhà tôi nè. Qua bốc thăm. Hello cô gái ngủ sớm nha. Hello Luân, hello mọi người. Hello gái đẹp Hàn Quốc nha. Hello Seoul. Đây qua bốc thăm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Capybara. Ôi, ôi, ai có con sổ mũi nè. Ơi, ê, sao có con sổ mũi nữa nè. Ghê thế nhờ. Anh Miu, anh Nhi. Hello hai anh đẹp trai nhá. Bây giờ để tôi mở tiệc xong rồi bốc thăm. Tôi mở su 30 hộp không được con tiếng nè. Người yêu ký luôn đi, vút giùm em một con. Hello Bunny, hello Soul. Cảm ơn Soul yêu đẹp. Chết đi một kem nha. Like TikTok đây. Hôm nay tôi sẽ bốc thăm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Mọi người, tôi không biết là, tại vì số lượng cũng có hạn cho nên là không biết là có bốc được cái gì không. Hello chú Đăng, mở chả đây con ngon hả? Em mở Capybara rồi. Người yêu ơi, Tommy biến thành con trai rồi hả? Đâu Tommy đâu? Tommy chú. À, ní cũng có con sổ mũi nè. Trời ơi, dễ thương quá rồi. Xin nhé. Anh Miu, anh Miu, Miu. Ui, ní cũng ra con Capybara sổ mũi rồi kìa. Ê, sao có con Capybara, có cái con vịt ở trên đầu. Em ra con nước tắm, chị bảo yêu em đi. Yêu hơn. Nhã viết chị con vô tay với con sổ mũi nha. Xin nhé. Hello cô Hacker, cảm ơn cô Hacker đã gửi trái tim màu cam nha. Hello cô Yến, em sắp nạp 200kc để mở khóa cửa. Wow. À chưa, Tommy like giọng con trai hả? Không có đâu, Harry like cho Tommy ấy. Hello, cảm ơn Mi Ngân đã gửi một trái kem nha. Để cho Son dí nè, tôi mới đổi avatar. Đây xin giữ trò. Bây giờ ai có mấy con nào xịn xịn mọi người bồng lên đi để cho tôi xin dí, tôi mở Capybara nha. Bây giờ để tôi nhận hư cái mọi người, hồi nãy tôi mới nẹp được một cái bé carbon nè. Ok, sao nhận không đủ vậy? Lắc dữ vậy. Nãy tôi mới nẹp mấy gói. Ê, tôi mới đi lượm đi resort á, không có nhà của tôi á, cô hacker ơi, nhà của tôi dinh thự của tôi bóc liền cho lóng. Đây bây giờ ai có mấy con xịn xịn bồng lên đây cho tôi xin dí ơi. Anh mèo bồng lên, ní bồng xin dí. Đây bồng lên mọi người, bồng lên chú, bồng lên. Trời ơi, chú không có con cảm lạnh nữa, sao chú hên quá vậy. Đây rồi, dí nha. Đây là dí những cái em gọi là VIP. Son đẹp kìa, không có đâu, Son đi lượm đồ. Đây mọi người, cô Yến đợi con một chút nha. Kết bạn lại nhà kia mất rồi hả? Cô Hacker chơi ạc gì đó từ từ nha. Để Son móc thăm cái nha, đợi xíu. Mèo có mở đâu mà bồng. Ủa, hồi nãy sao thấy ở chỗ của chân mèo có con gì mà ta. Đây, bây giờ là tôi đang xin dí ở đây mọi người. Ở đây là có rất là nhiều người có dí Capybara rất là xịn sò luôn. Cho nên là bây giờ tôi sẽ hít dí. Hít mọi người, hít miếng. Ấy, bây giờ là tôi sẽ mở Capybara nha. Capybara. Đâu rồi, Capybara. Bốc hầm. Tôi đang có 12 dí. Cho nên là chắc là tôi sẽ mở lẻ hai con trước xong rồi tôi sẽ ấy nha. Nãy tôi sẽ mở lẻ hai con trước rồi tôi sẽ mở hộp 10. Ơi, ui, con gì ấy? Ơ kìa, mới vô có con màu xanh da trời á. Tôi tưởng nó là nó ra con đình tím cơ. Capybara. Ui, ơ kìa, sao mà đen thui vậy? Rồi bây giờ sẽ bốc thăm 10 lần nha. 10 lần. Nè, con gì xinh xinh đi. Sao nó quay dữ vậy? Ok. Ủa, lụa hay gì vậy? Sao mà mở ra thì nó xoay xoay tím tím mà nó ra nền xanh lắm, sorry không vậy? Ui này, nữa này. Nhưng mà con này hình như cũng nền xanh thôi, quả mơ. Yến mạch đó, à, con yến mạch này trông cũng dễ thương quá nha mọi người. Cái màu của nó như cũng dịu keo ghê. Ê, tôi mới phát hiện là cái đít nó có dấu yết mọi người ơi. Trời ơi, Capybara xịn là cái đầu nó sẽ có cái mũ đúng không?
hai con này chắc cũng bình thường nè, con này không có mũ. Con này là ngọc trai, ê con ngọc trai này cái màu cũng keo nha, tính ra là chắc là tôi sẽ sưu tầm. Không có đồ vật trên người là sẽ nền xanh hết á. Ôi nền xanh nữa rồi, không ra con đều xịn nhớ, nền xanh không à. Ê, tôi cũng thích con anh đào nha, cái con có cái bông trên đầu đúng không? Xin dí lý đặng nha, xin dí lý đặng nha. Ê, hồi nãy tôi quên mở tiếng cho nó nghe cái tiếng mở ra rồi. Trời ơi, cô đẹp cho chú hiểu một cho biết có môn mở full không thiếu một con, xịn quá nha cô. Trời ơi, mở không có ra mọi người ơi, bây giờ chắc là mở bằng cây xây đúng không? Nành tím này có mũ, biết Trendy và Luxury, ok, nhã biết anh Đào, chị xin biết anh Đào nha. Con táo xanh tôi đặt tên là Chini Sola, quá không có con nào tím bây giờ, tôi chỉ mở thêm 10 lần đúng mọi người, xui quá à. Ê, tôi quên, tôi không có bật tiếng ấy, để tôi bật tiếng lên nha, để cho cái lúc mở cái xong nó có cái tiếng kiểu, cái tiếng mở hộp đó mọi người. Cảm ơn anh Nhín đã gửi một cái vote nha. Ai xin dí, ai có viết gì xịn xịn cho tôi xin đi mọi người. Em có anh đào với kẹo bông á, chị thích anh đào, chị thích cái con mà có cái hoa trên đầu nè, kẹo bông này, con kẹo bông với con anh đào cũng được, tôi thích cái có cái bông hoa với lại con sổ mũi ấy, tôi thích mấy con này nè. Bây giờ tôi sẽ mở thêm 10 hộp nữa nha. Hello VJB, người yêu xưa thì bảo thằng của tôi. Cảm ơn mèo đã photo giòn nha. Bây giờ tôi sẽ mở thêm 10 lần nữa đi. Ui, ra cái gì xịn nha. Trời ơi, cái gì mà đen thù lùi vậy. Gì vừa mở vừa hát capybara. Capybara. Ui con táo xanh này là con hồi nãy Chini khoe này. Cảm ơn VTV đã gửi một trái tim màu cam nha. Ui con trái dâu này cũng xinh đấy à. Con trái dâu này cũng dễ thương á. Con trái dâu này cũng dễ thương nữa. Ê, dễ thương nha. Quả mơ. Ôi con da trời này có rồi. Con nguyên mũi nè. Nhấn mạnh chưa. Con nước mũi nè. Ra con nước mũi rồi mọi người ơi. Ui chị mở 20 hộp. Chị mở 20 hộp Kim Liên ơi. Ủa đâu, cái này là 30 hộp rồi, 30 hộp rồi hả ta? 30 hay 20 vậy? Ê, 30 hay 20, tôi không nhớ tôi mở bao nhiêu hộp nữa. Nhã bía cho mọi người nha, nhặt bía đi. Hình như là 20 hay 30, 20 thôi, mới 20 hộp thôi. Trời ơi. Ôi, được hai con đàn tím luôn. Xịn. À, nhưng mà tôi cũng thích mấy con kia quá à. Không biết có nên mở thêm không ta, có nên mở thêm không? Tôi thích cái con này nè, tôi thích cái con màu hồng này nè, với lại con kẹo bông nữa, tại vì nó có cái bông hoa với ngôi sao trên đầu á, nhưng mà tôi sợ là mở không có ra cơ. À, dễ thương quá à. Thôi để từ từ đi thôi. Tôi chắc là tôi dắt con nước mũi trước, nhưng mà xinh quá à. Chắc là để tôi tích đồ xong rồi tôi mở thêm. Nhưng mà ui ngon ấy nhờ à. Đây đâu rồi Nước mũi nước mũi nè. À, con nước mũi nè. Ê qua đây con, qua đây. Dễ thương quá à. Coi nè. Trời ơi, để tôi bồng nó lên. Con cắt đi nước mũi nha. Ôi, trời ơi, dĩa hôm quá. Son cảm ơn mọi người đã cho Son dĩa nha. Dễ thương. Đấy, rồi tí rồi tôi sẽ cắt cái khúc này tôi bỏ lên trên ấy. Cảm ơn anh đi để gửi. Để gửi một cái trái tim màu cam nha. Xong rồi để tôi tắt cái tiếng này cho nó đỡ bị ồn mọi người đấy. Xong quay trở lại ấy, ghép lên cưng xỉu á chị hả. Ôi hồi sáng tôi thấy ghép đồ giống ninja quá à. Tôi thấy nó basic như vậy nó lại đẹp hơn ấy. Nhã nhí một núi mè đen hả. Son mở 20 hộp mọi người đây nè, ai lấy dí thì lấy nha. Son mở, ủa sao mà nhiều dữ vậy, 1 2 3 6
6. 6 với 6 12. 12 với 6 là 18. 19, 20, 21, 22. Đúng rồi, giờ sao mới có 20 hộp mà mọi người ơi. Ê, ngày lát nữa tôi sẽ bày ra một cái nguyên một cái mâm luôn. Tôi sẽ để mấy con capybara này lên xong tôi đặt tên mọi người. Ghét con nước mũi đi. Con nước mũi giống bị bệnh luôn. Con nước mũi nó bị chích cái ống chích vô đích của nó. Hello Subi nha. Tôi 14 hộp ra 4 con quýt mà ngon quá dạ. Xin phép bỏ follow nha thôi. Ai cho bà hỏi xin xỉu bỏ follow tôi. Ai cho? Ai cho? Thơm thơm thơm. Cô hết cài chay rồi tôi cài chay mà. Trời ơi cái gì vậy tôi cài chay. Đã hồi nãy tôi nói rồi tôi mới đi lượm bọc về. Mới lượm được 2 cái bọc nhé. Nhả dế cho mọi người lấy con nước mũi nha. Tôi đi bắt tới nè để tôi chỉnh cái profile lại cho mọi người qua chơi nha. Tại vì tôi đi ké mép người ta mọi người cho nên là tôi không có dám để cho mọi người tele tôi. Khổ vậy đó. Rồi qua chơi qua chơi qua chơi mọi người qua chơi. Tí nữa tôi sẽ lấy cái mâm mọi người. Tôi đang chế cái mâm ở ngoài Lazada ấy. Xong cái mâm đó hình như là sẽ để được 4 hay 8, 6 hay 8 con gì á. Tôi sẽ để mấy con capybara lên. Nhớ đặt tên lan của cháu chú đi nha. Dạ. Tên lan của cháu á. Tên lan của cháu bên này nè cô Yến. Bên lan của cháu là bên này nè. Nói chung là kiểu như là cháu hay dựa vô kiểu tính cách của mọi người. Xong rồi cháu đặt á. Ở đây là có con chó tên Don nè. Con rùa là cô Đào. Kiểu cô Đào rất là hiền luôn. Bên này là bún ác quỷ đấy. Đấy còn đây là anh Dính thành con mèo. Con mèo có cái bông. Ở bên này là Tini La là chú hổ màu xanh. Đấy cũng còn hiếu nhiều lắm. Tại vì chưa hôm bữa cháu bỏ bên cái nhà cũ á, chưa có lụm về hết hay sao ấy. Còn hiếu nhiều ấy lắm. Con chó tên Don đúng rồi. Còn bên này á, là sẽ có Tini Lai đứng đây nè. Bé dùa Tini Coconut. Để bật bé dùa lên cho sáng nha. Ở đây là có Tini Tumbi. Có bé Ria nè. Có anh Tini Bạch. Có anh Tini Mèo. Có Honey đứng trên này nữa. Ai pass hết pin rồi Don ơi hả? Trời ơi buồn quá nhở. Mấy bên đây Dumbo có xịu à. Sáng mới nhất năm cấp nhà mới xong. Chú mở bao nhiêu hộp mới được con nước mũi vậy? Ê bây giờ đặt tên con nước mũi tên gì? Dễ thương quá à. Coi nè. Trời ơi có cái mặt đó nè. Hả? Capybara. Capybara, 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 capybara. Cảm ơn mọi người đã xem video đến đây. Và mọi người nhớ đừng quên bấm đăng ký kênh, để lại một like cũng như là comment ủng hộ video này nha. Chúc mọi người chơi game vui vẻ. See ya.